là súp điện, model là Kenwood XW9. Công suất của súp này là 70W. Mình có thể ghép với dàn trung, dàn đại, âm lưu rời, karaoke đều được. Kích thước rất là to để mình trưng bày đều ghép với dàn đại rất là hợp nha. Chiều cao của cái súp này là 56cm, hậu sâu 38cm và chiều ngang là 22cm. Công suất là 70W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Mình có thể chỉnh volume, đảo pha, cất tầng, chỉnh rất là nhiều ở trên này. Cái đèn này nè, Kenwood, mình có thể tắt mở được nha. Em sẽ thử bằng đèn. Đây, rất đẹp đúng không? Đây là cái Kenwood đèn sáng với long lanh. Quá ok. Ban đêm mình để trưng bày rất là nổi nha. Giờ mình bật đèn lại. Hình thức rất là đẹp, kích thước rất là to, trưng bày thì quá ok. Ở nhà mình đã có dàn karaoke, dàn trung, dàn đại, nhưng mà bộ dàn của mình á, cái dãy âm trầm không được hay, không được lực, không được sâu, không được mạnh, nghe không có phê, nhất là nghe nhạc đen remix, nghe nhạc vàng càng sâu lắng thì không có đã tai, thì đây là một giải pháp ok nha. Mình mua cái súp điện về mình ghép vào dàn không ảnh hưởng tới cái chất, cái công suất của dàn đâu, tại vì nó có volume riêng, tức là nó có cái âm ly riêng, điều chỉnh âm ly, điều chỉnh cái volume trên cái súp này miễn sao là hợp là được rồi. Nên quá ok đúng không? Ghép súp này vào để cho dãy âm trầm hay hơn, sâu hơn, lực hơn, mạnh hơn, cải thiện về tiếng bass, cải thiện về dãy âm trầm rất là nhiều và đương nhiên sẽ đã tai hơn đúng không? Bây giờ em quay mặt sau để mà cho các anh xem cái công suất nha. Đây cái gì màu vàng em đã ghim vào cái âm ly, thì đây cái gì màu vàng em ghim vào cái súp. Thì ngõ súp này chỉ ghép được cho cái âm ly nào có cái hỗ trợ ngõ súp thôi nha. Còn âm ly mà không có thiết kế ngõ súp out thì mình không ghép được trên cái súp điện Kenwood XW9. Máy in da băng, công suất là 70W, nguồn điện là 100W. Đây thành góc cạnh gì của cái súp này ok, không bể nở, không cái gì hết nha. Rất là ok. Thì bây giờ em quay mặt trước cho mình rồi. Nghe thêm một đoạn clip test nữa rồi em kết thúc nha. Các em có thể kết bạn Zalo 0931008099 để em gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng cho mấy anh. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Ca nào mua súp điện Kenwood XW9 thì liên hệ em.